kính chào quý cô bác anh chị em. Thì ở clip trước Cao Hớn mình có mời chú Út chia sẻ về linh cữu của sư ông Gò Mối hoặc là Quyền Bí 66 năm vẫn còn nguyên vẹn và không phát mùi. Thì mình có phát hiện ra phía bên bàn thờ bên đây thì có ông Thằng Hầu, còn gọi là ông Đạo Hầu, là ngày xưa từng đi theo sư ông để hầu sư ông, cũng rất là màu nhiệm. Thì mình sẽ nhờ chú Út sẽ chia sẻ về những cái câu chuyện của ông Thằng Hầu này cho quý cô bác anh chị em nghe. Chú Út đang đứng đây các bạn, có nghĩa là ông Thằng Hầu mà chú Út đã nói. Vậy thì cái vấn đề về sự màu nhiệm của ông Thằng Hầu là như thế nào thì ngày hôm nay mình sẽ mời chú Út chia sẻ cho bạn được hiểu ha, về ông Thằng Hầu của sư ông gì chú. Ở đây là cũng như mình thờ đây là ông Đạo Hầu. Ngày xưa đó là theo hầu sư ông, mà cái người tốt với người xấu đó ông biết, mà ông không có nói, mà ông kêu ông Đạo Hầu ra, ông dạy, ông dạy thì bắt đầu ông đánh, ông đập, ông la. Đã, ông Đạo Hầu thì ông Đạo Hầu là đệ tử của ông, nó mới biết cái người đó là sao, bắt đầu ra mới nói cho những người kia đặng ta sửa tâm sửa tánh lại, là đặng mà về đặng mà lo làm hiền làm lành. Đó thì cái chuyện ông thì ông làm đánh nam về bắc vậy. Yeah. Vậy thì cái người đốn xấu là sao là ông biết hết. Yeah. Ừ. Thành ra là tảng ông là một cái người mà bà con mà nào giờ chưa biết ông thì thôi, mà biết ông thì rất là sợ. Dạ, yeah. Với là nếu mà gặp cái người xấu ác là sư ông bắt đầu là biểu hiện qua ông Thằng Hầu. Ông biểu hiện với nhau Thằng Hầu, ông dạy, ông dạy. Yeah. Người kia tự động là hết hồn liền. Dạ, yeah, tự người kia người ta là ông Thằng Hầu, ông bên đây. Dạ, ông Đạo Hầu đây. Dạ. Yeah. Rồi bắt đầu cái người chúng theo cái tâm ý của người ta đó, người ta biết đó, bắt đầu là người ta biết gì, người ta sửa lại. Là ông Thằng Hầu này là tức là ông Đạo Hầu, người ta, dạ, tôn trọng gọi Đạo Hầu, dạ, là đi theo sư ông. Hầu sư ông. Là ngoài cái vấn đề về biết về thiện ác của con người thì ông Thằng Hầu ông còn có biểu hiện cái gì khác thường nữa không? Biểu hiện lúc mà ông đẻo cái cầu kèo đó, rồi đầu vớt cái búa đi xong đi. Cái bắt đầu ông biểu xuống lặn xuống đừng lấy cái búa lên cho ông. Yeah. Cái bắt đầu lặn xuống một hơi cái lên, cái đầu lặn không được, cái đầu ông lấy roi đánh nó xuống nữa là lặn cho được lên. Yeah. Đó, bắt đầu lặn hơi sau bắt đầu đem lên dưng cho ông. Yeah. Thành ra nghe là cái chỗ ông nói Đạo Hầu cũng nghe vậy. Yeah. Nói nghe với tại tu hành với sư ông lâu năm á. Yeah. Cho nên cái phần linh ứng đều có rất là nhiều. Vậy thì cái chỗ ông Thằng Hầu này ổng mắc là cùng một lượt với sư ông không chú? Sau khi ông sư ông tịch năm 1154 rồi thì chừng khoảng 3-4 năm sau ông Đạo Hầu mới mắc. Yeah. Mới mắc rồi bắt đầu mà bổn đạo mới thấy vậy, mới sấy ông đặng để kỷ niệm lại. Rồi yeah. Sau khi bắt đầu cháy cái nhà lưới của sư ông đó rồi bắt đầu cháy luôn cái phần cốt của ông Đạo Hầu. Yeah. Vậy là cho nên là bây giờ tới thời điểm bây giờ dân ta tôn trọng, người ta luôn thờ ông Đạo Hầu. Dạ. Yeah. Con thấy cái bức ảnh đó là phải bức ảnh của sư ông không vậy chú? Không phải, đó là đệ tử của sư ông. Ngày xưa đi theo đệ tử của sư ông. Là đệ tử của sư ông ha. Dạ. Yeah. Còn bên đây là con thấy cái một số cái bức ảnh nè. Đây cũng là đệ tử của sư ông. Rồi đây là mấy ông này là mấy ông đại đội ngày xưa đó khi. Yeah. mà ông tịch đó rồi bắt đầu lợi đặng bảo vệ an ninh trật tự cho trong mộ đó rồi. Yeah. Đây là còn này là con nuôi của sư ông này là trưởng tử, ông này thứ tử, còn mấy vị này là đại đội, còn đây là đồng đạo của sư ông. Yeah. Là cái tranh bên đây là tranh ấy mình quả lên đấy mình lên màu. Cái chỗ này ông Thằng Hầu này ông theo sư ông là bao lâu năm rồi chú? Thì ngày xưa lên ở trên tuốt ở trên Campuchia ở tầng bê tầng bản rồi đầu mới về tới dưới này luôn. Là ban đầu là chú có nghe nói là do ông Thằng Hầu tự đến hay là ông sư ông ổng nuôi hay sao vậy không? Cái đó là nguồn gốc xuất hiện á. Cũng như đồng đạo đem lại đưa cho ông nuôi đồng đạo ông. Bầu bạn với ông ha.
Ở bên đây con thấy là cái tủ mình đựng khá là nhiều những cái vật dụng của sông hồi xưa phải không chú? Dạ, đây đây ngày xưa là cái đây là những cái bảo vật của ông ngày xưa. Nhóc ở trên. Mâm đồng, nồi đồng. Có nồi đồng. Đừng cò, đừng bầu đầy đủ ha. Vậy là sư ông là cũng biết bên về nhạc tất cả các nhạc cụ hả chú? Có nhạc cụ rồi kia, có dàn hát máy nữa đó. Dạ. Ồ, cái nồi đồng cái sáng thế. Nó có cái bá súng ngày xưa nè, quan trọng là cái bá súng ngày xưa nè. Dạ. Đây là một số bảo vật của sư ông nè. Rất là quan trọng cho nên là giữ đến thời điểm tới bây giờ luôn nè. Còn là bảo vật quý lâu năm. Đây là cái bá súng của ông ngày xưa nè, mà đó mà ông treo trên cái mua ghe đó, còn pháp mà nó gặp đó hen. Thì nó không có để đâu, mà ông treo trên mua ghe nó xuống nó xét nó không có thấy. Không thấy luôn. Không thấy luôn. Còn cái tù già này còn gươm giáo của ông nữa nè. Gươm giáo ông. Còn cái ken trên này, cái đờn này quý lắm nè, cái đờn này lắc rất là lạ nè. Người tên gọi là đừng bầu, đừng kìm bầu, đừng bầu, đừng hay là đừng cò nữa, đừng kim nữa nè. Cái bàn máy tính này mới giữ này cả trăm năm trở lên. Máy tính ngày xưa. Ngày Sừng Châu. Cái này là cái bình bát cổ ngày xưa mấy ông sư ở trên Campuchia đó tặng cho sư ông này. Cũng bằng đồng luôn. Dạ, bằng đồng. Hai cái tặng cho sư ông. Để con cầm thử có nặng không? Nặng dữ không? Nó bình bát con mấy ông nặng trên Campuchia. Cả ký á. Nó bằng đồng. Còn ở dưới này hình như cái nón. Cái nón. Ngày xưa cái nón lá bự quá ha. Như vậy của cái nón. Cái nón khớp nè, cái nón. Còn nón lá của sông là hàng lá xưa. Nón lá của sông. Tới giờ còn tới giờ vẫn còn. Vậy là 60-70 năm rồi. Từ thời của sư ông tới giờ đâu là từ 70 năm. Từ 70 năm lên. 70 năm trở lên rồi. Hôm nay là 66 năm rồi. Mà trên này có trước cái dòng là bằng tre hết chứ không phải là tre hết. Dạ. Kể cả dây buộc rồi quay vẫn còn. Còn đây là cái đôi dép của sư ông hay đôi giày sư ông một lần. Nón luôn hả Dũng? Nón ông. Ồ, đĩa nè. Đĩa to to không nè. Dữ thiệt. Đĩa. Nặng lắm à. Đồng. Đồng không à. Ôi ôi. Nó cái ống bự với ta. Ống bự. Ngày xưa ống tiêu bự với ta. Có cái ghế để vô. Cái này cái cối này để vớt thuốc bắt. Để thuốc nè. Cái nguyên hai cái chồng đĩa coi nè. Đĩa này hát máy ngày xưa. Đĩa này cái thời của em là không gặp rồi. Chân mà vàng hát máy ngày xưa nè. Kiếp Hồng Nhan nè, cô Út Bạch Lan. Bạch Lan ít ha. Út Bạch Lan, Út Bạch Lan đó. Còn cái mâm đồng xưa hát bằng dĩa này thôi. Dạ. Còn cái này hồi xưa gọi là cái gì chút này nè. Cái này nồi đồng. Nồi đồng ha. Dạ. Này hồi đó để mình bình thường gì sử dụng vô cái nấu việc cơm. Gì. Nên nấu cơm dùng đó. Nấu dạ. Cơm dùng đó ha. Chú Út, con thấy cái Sừng Châu này to quá mà có lỗ trên nó tác dụng gì. Cái này là cái tùng già. Tù già. Cái tù già ông thổi á. Cái tù già. Ngày xưa đó là ông thổi ông tập hợp binh lính của ông đó. Dạ. Ông thổi bắt đầu là tập hợp lại. Cái tiếng nó nghe chắc lớn ha chú. Dạ. Ở cái dù nè. Ba cây. Ba cây dù. Dù ngày xưa. Dù nhỏ nữa. Dạ, còn mấy cây này là gì chú? Nè mấy cây nè. Mấy cây này cái dạ. Thẻ tính. Thẻ tính nè. Dạ. Trong như bàn máy tính nè, cái như cái bàn máy tính, cái thẻ điểm 1, 2 dạ. Vậy đó, rồi bỏ thẻ. Nhiều cái bỏ mối lạ không à. Ngoài cái sự việc mà cái bá súng này mà treo ở trên ghe, ông đi hàng cả trăm ghe ở trên Campuchia không, ông đi về sông Tiền ông đi vậy đó, đi một lượt đi một vòng đi một lượt lên ghe mà đi giấc 12 giờ trưa ông đi thả ngang qua mà nó không thấy không che gì hết. Dạ. Cái mầu nhiệm của ông là vậy. Dạ. Chứ là phải một ghe hai ghe thì nó không thấy rồi phải. Dạ. Mà đi gần cả trăm ghe mà đi ngang đó ông còn chửi ông còn la lối ôm sờm ấy chứ đâu phải. Dạ. mà nó không quân lính thì nó đứng hai bên bờ sông nhóc. Dạ. Mà nó không thấy luôn. Nó có chạm nó gác. Dạ. một cái về lục bình trôi qua là nó cũng thấy nữa mà. Dạ. không thấy đúng là sự mầu nhiệm của sư ông. Dạ.
Dạ con thấy ở đây có cái cây gậy này là từ thời nào, của sư ông hay gì vậy chú? Là đệ tử của sư ông là ông đủ rồi, ông khắc ở trên núi đó, ông khắc đem về ông để cho để thờ. Dạ. Đệ tử của sư ông là ông là chắc cũng 60 năm luôn hay gì? Cái này chú cũng cỡ 30 năm. Cái này là khắc sao hả chú? Dạ. Cái này là nãy chú nói là cây gì? Cái gậy là mình kim cang. Kim cang. Câu hỏi mình xin dừng clip tại đây. Cảm ơn quý bà con, cô bác, anh chị em đã theo dõi nha.